Ông phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố, xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn những là vết ố, nên vì thế tao dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng binh bo nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang âm mô, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi? 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi xong ơi. Ai cũng nói binh boy hình chém là bất gì, 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Chiều là bốn người ra, đốt là đốt là đốt là bốn người ra. Con ghê mày nó dám lên tiếng thì tao sẽ cút đầu. Tụi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ về thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Mày ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Trăng này lên cao, sóng bay nhấp nhô. Chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Em xin tự giới thiệu nickname của anh là Chen. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Cái xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lê, để anh dẫn em đi thâu đêm. Rồi sống chút nữa mình đi ăn ke. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Để hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Ngày là ngày thơ bé, ta thương ước trở thành anh hùng. Xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Ngựa tứ vương ta nghe nói giang hồ nó đồn đã có game kỳ sĩ rồi. Bàn dân thiên hạ tất cả đều ngóng trông, ba tấn muôn dân ai ai cũng nóng lòng. Bạn xếp hạng không biết lần này ai sẽ là người thành công. Dương cao cái chính nghĩa đập tan ngoài hận thù, để tôi lên level 21 lúc đó tôi đỉnh như Son Goku. Bỏ công cao cường lại thêm cái tính hài, tóc và hai mái số danh là đẹp trai. Người ta nói anh là game thủ bao nhiêu củ anh cũng bung. Người ta nói anh là ban chủ anh phải thủ không có bung. Không phải như anh hùng bàn phím không có củ nó cũng sung. Đây là chơi game, không phải kiếm phim. Nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm. Nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm. Ngày là ngày thơ bé, ta thương ước trở thành anh hùng. Xin cho mọi cái ác đi muôn nơi.
giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ. Cho ba tánh bình yên và trừ cứ như kẻ gian tài. Tuyệt vời, ta không còn lo không cái gì điều chi. Đam mê chiến tranh mơ thành siêu anh hùng, ta sẽ đập tan những thế lực tà ma. Chẳng phải ai thắng ta là siêu anh hùng, giải cứu thế giới mang bình yên đi khắp nơi. Dẫu gian khó nhưng vẫn công an, quyền xả thân cứu nghĩ người dân. Ta vẫn cứ vững với kỳ vánh yên ngàn, trong nơi gây án so sánh kẻ hung tàn. Băng qua đại dương ta tìm đến nơi chân trời, mang theo cao cách hiện tính đến cho muôn loài. Ngày là ngày thơ bé, ta thường bước trở thành anh hùng. Xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ. Cho ba tâm bình yên, ta trừ khứ những kẻ gian tài. Ngày là ngày thơ bé, ta thường bước trở thành anh hùng. Xin cho mọi cái ác giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ. Cho ba tánh bình yên và chịu cứ như kẻ gian tài. Cuộc đời cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em.
canh luôn buồn đời. Lang thang bước trong đêm, lang thang bước trong đêm, cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì. Còn phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố, xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhẫn là vết ố, nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ, và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng binh bo nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show, và tao hỏi nó đang âm mưu, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi, 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi đưa tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi xong ơi. Hình chim là bất gì, 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Này hôm mi ơi đừng lo, vì hôm nay là thứ hai, ngồi xuống lại đây mà chiêu nè bốn người già. Đốt là đốt là đốt nè bốn người già. Con ghê mây nó dám lên tiếng thì tao sẽ cút đầu. Cuộc chơi này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ về thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Chẳng là thứ hai. Này hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi, mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Anh xin tự giới thiệu, nickname của anh là Chen. Quần đùi áo hở sexy, đó chính là em. Cái xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lê, để anh dẫn em đi thâu đêm, rồi sống chút nữa mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Để hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi, mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ngày thơ bé ta thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta chờ khứ những kẻ gian tài. Ngày là ngày thơ bé ta thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái ác
có ích để giúp ngựa tứ phương. Ta nghe nói giang hồ nó đồ đã có game kỳ sĩ rào. Toàn dân thiên hạ tất cả đều ngóng trông, ba tấn muôn dân ai ai cũng nóng lòng. Bạn xếp hạng không biết lần này ai sẽ là người thành công. Dương cao cái chính nghĩa đập tan ngoài hận thù. Để tôi lên level 21 lúc đó tôi đỉnh như Son Goku. Bỏ công cao cường lại thêm cái tính hài. Tóc và hai mái số rất là đẹp. Người ta nói anh là game thủ, bao nhiêu củ anh cũng bung. Người ta nói anh là ban chủ, anh phải thủ không có bung. Không phải như anh hùng bàn phím, không có củ nó cũng sung. Đây là chơi game, không phải kiếm phim. Nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm. Nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm. Hay là ngày thơ bé, ta thường gốc trở thành anh hùng. Xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mơ. Chiến tranh mà thành siêu anh hùng, ta sẽ đập tan những thế lực tà ma. Chẳng phải ai nhắn ta là siêu anh hùng, giải cứu thế giới mang bình yên đi khắp nơi. Dẫu gian khó nhưng vẫn công an, quyền xả thân cứu nghĩa người.